Xem à? Xem to. Thôi tôi biết xem to. Xem là ngon rồi. Vào ươm. Chép chém chép rồi. Tăm cây ầm ầm. Hôm nay lên đủ chấm chui chép mẹ. Giật mặt cháy luôn tay thì còn mẹ. Nó chảy ác quá. Ngon đấy, con này to đấy. Nhìn chỗ này có cái cọc chứ, thế mà hôm nay mình dòng nhớ để ý. Nuôi dòng con chấm với con trôi anh không để ý là có cái cọc ở đây. À, con này chắc chắn là chép à. Lên trôi chấm rồi giờ lên chép. Chính đâu chuẩn bị tư thế đấy, ở thì cứ nhắn tin với gái. Có mồm thì chạy vào mắt. Ôi xúc nóng vội thế. Lên đây, lên luôn. Con này thì... Ngon đấy. Thơm đấy. Ôi, bữa ra. Ôi thì trẻ nóng đây, chạy vào mắt. Được rồi. Vì mình đặt cái đầu. Đấy, nó dậy nó nhảy nó đóng vào tay. Đấy anh em lên trôi chấm rồi. Lên cả mè rồi, bây giờ lên chép. Đấy, thịt mẹ nó đấy nó mà đóng vào tay thì thôi rồi. Nó ra rồi khỏi cả rồi. Đóng vào lưng rồi kìa. Lại quay đóng lưng. Đôi cân con này đang chữa có trứng. Anh Hải ơi, điền cho ông Tùng vào không phải uống rượu đâu nhá. Ông đi ông dặn bảo có con nào mang về con khoảng 2 cân uống rượu nhá. Rồi thu lại đi. Anh Hải ơi. Ê Hải hàng chết to không? Đấy không? Chết to là gì? Đâu là gì? Ra đây đi đi. Hôm nay là được bội thu rồi đấy. Chết này dưới biết nó chết ngon. Con này về làm om được là giảm chưa đòn lên là ngon. Mấy anh em móng đóng nhất hồ rồi còn đéo gì. Con này đứng yên này thôi nhỉ. Ấy xuống ảnh mẹp đây sao. Hôm nay nhà mình lên cá quá nhiều. Nhà mình lên cá quá nhiều à? Được đấy. Chợ mè như khủng long vậy đấy. Tôi anh từng quay đi đẹp. Cho anh thả đi, anh thả đi. Cho lộn ngập. Được rồi, không rạc đâu. Cho xuôi không cho ngập. Sắn túi. Ui giời, nó bảy quá. Kìa, cái đâu kìa. Thế mà mấy ông ngồi đây móm nhiều rắc. Mấy ông ngồi bên cạnh móm siêu răng. Mấy anh em này. Đấy. Đi. Đúng là thính câu lục trộn mồi với khác. Hào nha. Đúng là thính câu lục trộn mồi với khác nhỉ. Mấy ông kia móm đéo được con nào.